Nhằm đa dạng hóa hình thức giảng dạy chuyên đề giáo dục địa phương, Trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục, huyện Yên Mỹ vừa phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Giáo dục Hưng Yên xưa và nay. Trong 3 ngày diễn ra triển lãm ảnh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Triệu Quang Phục không chỉ được chiêm ngưỡng gần 100 bức ảnh tư liệu nghe thuyết minh về hoạt động giáo dục và đào tạo của tỉnh Hưng Yên từ năm 1075 đến nay, mà còn trực tiếp trải nghiệm cảm giác viết bút lông ngồi lều chuông của sĩ tử thời chế độ phong kiến xưa kia. Qua đó, giáo dục về truyền thống hiếu học của quê hương, khơi dậy tinh thần học tập, phát huy truyền thống cho các em học sinh. Triển lãm cũng là một trong những hình thức đổi mới sáng tạo trong thực hiện dạy và học chuyên đề giáo dục địa phương trong nhà trường, giúp việc học không nặng nề, học sinh hào hứng hơn khi tiếp thu kiến thức.